Vì thức ăn quá ngon, ăn sạch sẽ, không còn chừa miếng gì luôn. Ai cũng vậy. Giá thì rẻ nữa, mà ngon bổ dưỡng. Bà tiên cá hài lòng không bà tiên cá? Bà hài lòng bà mới đợi anh đây nè. Dạ, cảm ơn bà. Bà Bạch Tuộc hài lòng không bà Bạch Tuộc? Người ếch, anh hài lòng không anh người ếch? Đâu có thấy không có ếch. Mỹ Nhân ơi, Simi hài lòng không? Tại sao? Mà lý do tại sao vậy Mỹ Nhân ơi, Simi? Do lo bấm điện thoại nên ăn ăn không thấy ngon. Đây người nhái hay là một người nhái. Rồi ngày mai chúng ta sẽ về quê của bà tiên cá chơi nha mọi người ơi, chuẩn bị đi đây.